Bài viết trên trang cá nhân của Hoàng Thùy khiến dư luận dậy sóng và đẩy Thanh Hằng vào vai phản diện. Tuy nhiên, Thanh Hằng vẫn giữ im lặng và chia sẻ hình ảnh đầy ẩn ý. Hoàng Thùy tiếp nối series Chị Em Hoàng Che Truyện, chuỗi bóc phốt được cô khởi đầu từ hôm 11 tháng 7. Ở phần này, Hoàng Thùy một lần nữa đặt ra chất vấn. Tôi ngồi vào vị trí ban giám khảo chính thì ảnh hưởng gì ạ? Đính kèm bài đăng là hai ảnh chụp màn hình tin nhắn. Một là đoạn trò chuyện giữa cô trao đổi với nick chat mang tên Dược Sĩ Tiến. Đặc biệt tấm ảnh còn lại là đoạn chat có dòng chữ bằng tiếng Anh. Thanh Hằng doesn't want. Tạm dịch, Thanh Hằng không muốn. Động thái này của Hoàng Thùy được cho là ám chỉ chính Thanh Hằng là nhân vật đứng sau không muốn cô được ngồi vào vị trí cầm cân nảy mực cho Miss Universe Việt Nam 2024. Điều đáng nói hơn là Thanh Hằng đang đảm nhận vai trò giám khảo Miss Universe Việt Nam 2024 sau phim Mẹ Chồng cũng xuất hiện tại buổi sơ khảo diễn ra vào ngày 12 tháng 7 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh cùng trưởng ban giám khảo bà Thúy Nga, giám khảo nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến, giám khảo nhà sản xuất Hương Giang. Ngay sau dòng trạng thái đấu tố của Hoàng Thùy, Thanh Hằng trở thành tâm điểm hứng gạch đá. Trang Facebook có tích xanh của siêu mẫu 41 tuổi Trang ngập lời chỉ trích mỉa mai. Những bài đăng gần đây của Thanh Hằng nhận về hàng ngàn biểu tượng cảm xúc phẫn nộ và ý kiến tiêu cực. Thậm chí có không ít tài khoản để làm bình luận, hình ảnh con rắn với ý nhạo báng. Đặc biệt, nhiều dân mạng quá khích còn vào fanpage các nhãn hàng mà Thanh Hằng làm đại diện để ném đá và thả phẫn nộ, tuyên bố tẩy chay sản phẩm nếu vẫn hợp tác với người đẹp Mỹ Nhân Kế. Vụ việc bùng nổ đến mức những fanpage này phải khóa bình luận. Trên các diễn đàn về sắc đẹp nói riêng, showbiz Việt nói chung, phần lớn dân mạng mắng Thanh Hằng ích kỷ, triệt đường phát triển sự nghiệp của đàn em trong nghề. Trong khi đó, vẫn có một bộ phận cho rằng Hoàng Thùy hành xử thiếu chuyên nghiệp, bốc đồng. Một bộ phận khác đặt ra những giả thiết về lý do Thanh Hằng lại từ chối ngồi cùng Hoàng Thùy trên hàng ghế giám khảo Miss Universe 2024. Bất chấp tranh cãi, Thanh Hằng vẫn giữ im lặng, cô hoạt động mạng xã hội chăm chỉ. Đặc biệt tối 17 tháng 7, nữ người mẫu diễn viên đình đám gây chú ý khi cập nhật story hình ảnh bó hoa hoành tráng mà Chủ tịch Miss Universe Việt Nam, ông Valentin Trần tặng cô. Trước đó, Valentin Trần tự nhận chính là người mở lời mời Hoàng Thùy vì cô ấy rất có tài. Tuy nhiên, khi mọi chuyện không đi đến kết quả đẹp, Hoàng Thùy không giấu được nỗi bức xúc và đăng loạt bài bóc phốt khiến dân mạng tấn công Dược Sĩ Tiến và Hương Giang. Valentin Trần ngỏ ý gặp gỡ Hoàng Thùy để giải quyết ồn ào, nhưng mỹ nhân Thanh Hóa tuyên bố tôn trọng tổ chức, song không chọn im lặng trước sự chèn ép. Có thể thấy, sau gần một tuần, ồn ào giữa Hoàng Thùy với phim Miss Universe Việt Nam 2024 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.